Virus corona sau khi xâm nhập vào trong cơ thể chúng ta, nó sẽ gây tổn thương cho cơ thể chúng ta như thế nào? Làm cách nào chúng ta có thể là ngăn chặn không cho nó xâm nhập vào trong cơ thể? Hay là các phương pháp điều trị tại thời điểm hiện tại đối với cái virus corona như thế nào? Và đấy là những cái câu hỏi mà rất là nhiều người đang đặt ra cho bác sĩ Ngọc. Và ngày hôm nay thì bác sĩ Ngọc sẽ làm cái video này để giúp cho chúng ta có thể là hiểu rõ hơn về cái virus corona cũng như cách để mà chúng ta có thể là điều trị nó. Đầu tiên chúng ta sẽ phải hiểu rõ hơn về cái virus corona. Nó giống như là một cái tế bào rất là đơn giản. Nó chỉ được bao gồm mà một cái màng lipid và bên trong của nó chứa những phân tử ARN. Bởi vì thế mà nó sẽ không thể tự phát triển hay là nhân lên một mình nó được, mà cần có những cái môi trường vật chủ thì nó mới có khả năng là sinh sôi hay là phát triển được. Tức là nó chỉ sinh sôi hay là phát triển ở trong cơ thể của chúng ta, chứ bên ngoài thì nó sẽ không phát triển được. Bởi vì thế mà chúng ta sẽ thấy là nếu như mà nó phát tán ở bên ngoài thì nó sẽ là tự chết sau một thời gian. Khi mà nó phát triển sinh sôi ở trong cơ thể chúng ta, nên là nó chỉ nhân lên khi mà chúng ta có sự tiếp xúc giữa người với người. Đó là trong cái quá trình mà chúng ta hắt hơi hay là chúng ta ho, thì cái virus nó sẽ là xâm nhập sang người khác và bắt đầu tiến hành nhân lên ở những người tiếp theo. Cái phân tử, cái màng của cái virus ấy, nó được cấu tạo từ những cái phân tử dạng lipid. Bởi vì thế mà nó sẽ là dễ bị tổn thương dưới xà phòng hay là cồn, cũng như là ánh nắng mặt trời hay là ở nhiệt độ cao của chúng ta. Bởi vì thế mà chúng ta sẽ có những cái phương pháp để mà ngăn chặn cái virus bằng cách là chúng ta rửa tay bằng xà phòng, đúng không ạ? Chính cái việc xà phòng nó cũng sẽ là loại bỏ được cái virus của chúng ta. Ở cái nồng độ cồn mà cồn của chúng ta hay là những cái dung dịch rửa sát khuẩn hay rửa tay của chúng ta với cái nồng độ cồn từ 70 độ trở lên thì nó có thể là tiêu diệt virus trong khoảng thời gian 1 phút. Và đây chính là một trong những cái mấu chốt để chúng ta có thể loại bỏ được cái virus. Hãy cố gắng sát khuẩn tay càng nhiều càng tốt để mà ngăn chặn cái virus xâm nhập vào trong cơ thể của chúng ta. Một cái nữa mà nó làm cho virus có thể là bị chết đi, đó là gì? Đó là ở cái nhiệt độ cao hay là ánh nắng mặt trời. Dưới cái ánh nắng mặt trời ấy, thì virus nó có thể là tồn tại trong vòng tầm 15 phút. Nên nếu như mà chúng ta ở trong nhà mà chúng ta có ban công, chúng ta có thể là ra ngoài ban công, chúng ta ngồi tầm 15 phút là nó đã tiêu diệt được những cái virus ở trên bề mặt da của chúng ta, đã được tiêu diệt rồi. Hay là những cái thức ăn của chúng ta khi mà nấu chín thì virus nó cũng sẽ là được tiêu diệt luôn. Ok, thế thì khi mà virus ấy, nó bắt đầu từ một người và từ những cái ho hay là hắt xì hơi, nó sẽ đi theo những cái giọt bắn và đi vào trong cơ thể của một người đối diện khác. Và khi nó xâm nhập vào trong một cơ thể của chúng ta, đầu tiên nó sẽ là tập trung vào những cái vùng hầu họng của chúng ta. Đấy chính là lý do mà khi mà chúng ta muốn xét nghiệm để biết được là chúng ta có bị nhiễm hay không, người ta sẽ dùng một cái que để mà người ta que tăm để người ta sẽ đi vào trong đường mũi và vào trong cái vùng hầu họng. Bởi vì đấy là cái nơi mà virus nó bắt đầu nó sẽ tập trung nhiều ở đấy. Thì lúc này chúng ta sẽ biết được là chúng ta có bị nhiễm virus hay không. Ở tại cái vùng hầu họng này ấy, thì virus bắt đầu cái quá trình nó nhân lên. Cái quá trình nó nhân lên nó bắt đầu nó sẽ gây tổn thương những cái vùng ở cái hầu họng như thế này. Và một trong những cái mà chúng ta sẽ thấy đầu tiên đó là gì? Đó là nó sẽ gây tổn thương vào những cái tế bào nhạy cảm với cái vị giác hay là khứu giác của chúng ta. Nó sẽ làm tổn thương những cái tế bào nhạy cảm những cái điều đấy. Và bởi vì thế mà chúng ta sẽ thấy là gì? Khi mà chúng ta nhiễm cái virus corona, chúng ta sẽ thấy là chúng ta bị mất vị giác hay là chúng ta không có ngửi thấy được những cái mùi nữa. Nên nhiều khi bác sĩ Ngọc thường đùa với mọi người là gì? Đó là chúng ta nếu như mà chúng ta không có bộ test tại nhà, chúng ta có thể là mua một con mực nướng cộng với một chai bia. Nếu như mà chúng ta uống bia mà không thấy ngon hay là không thấy mùi của mực thì khả năng là chúng ta đã bị mất vị giác rồi. Có ghê chưa? Ghê chưa? Còn nếu như mà chúng ta vẫn thấy là bia ngon và mực là mùi thơm thì khả năng là sẽ không bị và chúng ta mua tiếp một con nữa để ngày mai chúng ta test tiếp. Nice. Đùa thôi, chúng ta sẽ quay lại. Đó là tại ở cái vị trí mà vùng hầu họng của chúng ta. Thì lúc này bắt đầu virus nó sẽ là nhân lên. Và khi mà virus nó sẽ xâm nhập vào trong đấy thì cơ thể của chúng ta nó sẽ có một cái cơ chế tự bảo vệ mình. Lúc này thì các tế bào bạch cầu hay là tế bào máu của chúng ta nó sẽ là di chuyển đến đấy để nó sẽ tiêu diệt con virus đấy. Và khi mà nó tiêu diệt cái con virus đấy thì một trong những cái dấu hiệu mà chúng ta sẽ thấy là gì? Đó là cái phản ứng miễn dịch nó bắt đầu nó sẽ là xuất hiện. Đấy chính là cái nhiệt độ của cơ thể chúng ta bắt đầu nó sẽ tăng lên. Cái nhiệt độ đấy chính là một trong những cái để mà giúp cho cái việc mà tiêu diệt virus. Bởi vì thế mà chúng ta sẽ thấy là chúng ta có dấu hiệu là sốt. Cái thứ hai nữa là gì? Đó là khi mà cái bạch cầu nó sẽ đến nó sẽ tiêu diệt con virus đấy. Và sau khi nó sẽ tiêu diệt virus đấy thì nó sẽ có một cái nhận cảm về cái kháng nguyên. Và sau đó nó sẽ đưa về, nó thông báo cho một cái hệ thống miễn dịch của chúng ta khác nữa
để giúp cho chúng ta, cơ thể chúng ta bắt đầu nó sinh ra cái kháng thể để tiêu diệt những cái virus lần sau cũng như là tại thời điểm lúc đấy. Và lúc này chúng ta sẽ có một cái hệ thống miễn dịch của chúng ta, đúng không ạ? Ở cái hệ thống miễn dịch này ấy, thì bắt đầu lúc này nó sẽ đưa đến các hạch hay là các cái vị trí mà ở trong cái hệ thống miễn dịch của chúng ta. Nó sẽ bao gồm là các hạch bạch huyết. Và chúng ta sẽ thấy là gì? Nó sẽ có những hạch bạch huyết ở vùng cổ, vùng nách hay là vùng bẹn của chúng ta. Nên là chúng ta sẽ thấy là sau khi mà chúng ta bị nhiễm khuẩn hay là chúng ta bị virus xâm nhập vào ấy, chúng ta bắt đầu chúng ta sờ vào những vùng nách, chúng ta sẽ thấy là hơi đau và có một cái hạch nó nổi lên, đúng không ạ? Thì đấy chính là những cái nơi mà bắt đầu nó sẽ diễn ra cái quá trình sinh ra kháng thể để mà tiêu diệt virus của chúng ta. Và cái thời gian để mà sinh ra kháng thể thường sẽ diễn ra trong vòng tầm khoảng 2 tuần để nó có khả năng sinh ra kháng thể để mà bảo vệ cơ thể chúng ta. Bởi vì thế mà thường là những cái trường hợp mà khi mà chúng ta bị nhiễm virus, kể cả chúng ta không điều trị gì, thường trong vòng tầm khoảng 2 tuần thì cái kháng thể chúng ta nó đã được sinh ra và nó có khả năng tự điều trị để mà tự bảo vệ mình. Và hơn 80% những người mà bị nhiễm virus thường là tự khỏi sau 2 tuần bởi vì thế. Bởi vì lúc này cái hệ thống miễn dịch chúng ta nó sẽ được đào tạo, nó sẽ được sản xuất ra để tiêu diệt cái con virus đấy. Và cái quá trình nó sẽ sinh sản ra cái hệ thống miễn dịch này, nó bắt đầu nó làm cho tất cả những cái vị trí ở vùng khớp hay vùng cơ chúng ta nó sẽ là bị chúng ta có cảm giác rất là đau hay là mệt mỏi tại thời điểm đấy. Bởi vì cái quá trình nó sinh ra cái miễn dịch nó sẽ tạo ra chúng ta cái cảm giác như thế. Nên là lúc này chúng ta thường là thấy là có sốt này, có mệt mỏi này và đau khắp mình mệt, nổi hạch một số những cái vị trí như ở vùng cổ hay là vùng nách của chúng ta. Và sau đó thì khi mà bắt đầu nó sẽ tiếp tục, nó sẽ là nhân lên. Và đầu tiên là nó sẽ là xuất hiện ở những cái vùng hầu họng của chúng ta. Và có đến 80% cơ thể của chúng ta nó sẽ là có sức đề kháng để mà tiêu diệt những cái virus đấy. Và chúng ta sẽ không có triệu chứng hoặc là triệu chứng rất là nhẹ. Và đây chính là cái thời điểm mà chúng ta có thể là tự điều trị tại nhà và không cần đến tại bệnh viện. Và đối với cái việc mà chúng ta điều trị tại nhà tại cái thời điểm này, thì chúng ta nếu như mà chúng ta sốt, chúng ta có thể là kê đơn thuốc hạ sốt. Chúng ta đau, chúng ta có thể là dùng uống thuốc giảm đau. Mệt mỏi, chúng ta có thể là bổ sung thêm những cái vitamin như là vitamin C hay là vitamin tổng hợp để chúng ta có thể là tăng cái sức đề kháng. Và đấy chính là tại thời điểm hiện tại chúng ta sẽ thấy là y tế của chúng ta đã có những cách để mà chúng ta có thể là tự điều trị tại nhà đối với những trường hợp F0 mà không có triệu chứng hoặc là những cái triệu chứng nhẹ giống như bác sĩ Ngọc vừa nói, đúng không ạ? Tuy nhiên thì sau đó thì bắt đầu là cái virus đầu tiên nó sẽ xâm nhập vào trong cái vùng hầu họng của chúng ta, hay là chúng ta gọi là những cái nhiễm khuẩn ở đường hô hấp trên. Và lúc này chúng ta chỉ cần là ở nhà chúng ta đã có khả năng là giải quyết được rồi. Và sau đó thì khi mà virus bắt đầu nó sẽ nhân lên, nó phát triển nhiều hơn, thường là sau tầm khoảng cỡ 1 tuần bắt đầu nó sẽ là di chuyển vào trong cái đường khí quản của chúng ta để xâm nhập vào trong phổi. Và trên cái đường di chuyển vào ấy, thì lúc này ấy, cơ thể chúng ta nó là một cơ thể cực kỳ hoàn hảo. Tại cái đường ống khí quản của chúng ta thì lúc này nó sẽ có những cái vi nhung mao ở trong đấy. Nó sẽ là di chuyển để nó sẽ đẩy tất cả những cái dị vật, những cái bụi hay là những cái virus mà nó sẽ là di chuyển vào trong đấy. Và lúc này cái phản xạ của nó đẩy toàn bộ những cái virus đấy ra đấy là gì? Đó chính là cái phản xạ ho của chúng ta. Khi mà virus nó xâm nhập vào và những cái vi nhung mao ấy nó sẽ bắt được những cái virus đấy và nó sẽ tạo ra cái phản xạ để ho, để chúng ta đẩy toàn bộ những cái bụi bẩn hay là những cái virus nó đi ra ngoài, không cho nó xâm nhập vào trong phổi của chúng ta. Nên chúng ta sẽ thấy có những triệu chứng ho nó xuất hiện là như thế. Và sau đó thì khi mà bắt đầu nó sẽ có những cái trường hợp mà cơ thể của chúng ta, sức đề kháng của chúng ta yếu, virus nó nhân lên rất là nhiều, nó sẽ tiếp tục đi qua cái hàng rào vi nhung mao đấy để mà lấn vào trong phổi của chúng ta để gây tổn thương ở cái vị trí phổi của chúng ta. Và khi nó ban đầu nó sẽ xâm nhập vào trong phổi chúng ta, nó sẽ gây tổn thương ở phổi chúng ta, nó sẽ có các thùy phổi và lúc này thì virus nó sẽ xâm nhập vào trong đấy và gây tổn thương ở những cái nhu mô phổi. Lúc đầu thì cơ thể của chúng ta nó sẽ là rất là bình thường bởi vì hệ hô hấp nó sẽ đưa cung cấp oxy vào trong máu của chúng ta cũng như là thải CO2 ra ngoài. Nhưng mà khi mà phổi bắt đầu tổn thương thì cái lượng oxy mà cung cấp trong máu của chúng ta nó sẽ là bị giảm xuống. Và một trong những cái dấu hiệu để mà chúng ta biết là có sự tổn thương và cần phải có một cái điều trị cao hơn, đó chính là cái SpO2. Chúng ta sẽ dùng một cái kẹp SpO2 để mà kẹp ở trên đầu ngón tay của chúng ta, để chúng ta sẽ đo được cái nồng độ SpO2 ở trong máu của chúng ta. Bình thường thì cái nồng độ SpO2 nó sẽ là trên 94% là bình thường. Nhưng nếu như mà SpO2 mà nó dưới 94%, chứng tỏ là phổi của chúng ta đang có vấn đề và cái việc mà oxy nó đang đưa vào trong máu nó đang bị thấp xuống. Và lúc này chúng ta sẽ cần có một cái mức điều trị cao hơn. Lúc này nếu như mà chúng ta tự chăm sóc tại nhà khi mà chúng ta bị F0
Thì một trong những cái dấu hiệu, những cái mà chúng ta cần phải theo dõi đó là phải có một cái SpO2 để chúng ta kẹp ở đầu ngón tay của chúng ta. Sau khi mà chúng ta sẽ phát hiện ra được ở những cái triệu chứng ở đầu ngón tay là bắt đầu là chúng ta sẽ phát hiện sớm nhờ những SpO2 đấy. Và nếu như mà cái mức độ mà chúng ta tiếp tục mà phổi nó đang tổn thương càng ngày càng nhiều hơn thì lúc này cơ thể của chúng ta nó sẽ là cần có những cái cung cấp oxy trong máu nó cần nhiều hơn, nhưng mà nó đang bị thiếu. Và một trong những dấu hiệu tiếp theo của chúng ta là gì? Là chúng ta sẽ thấy là ở trên đầu những cái chi của chúng ta, đầu ngón tay chúng ta bắt đầu tím dần đi do cái việc mà oxy nó đang bị cung cấp thiếu ở trong máu. Và lúc này thì cơ thể chúng ta nó sẽ cần có những cách để mà chúng ta cung cấp nhiều oxy hơn, và chúng ta sẽ cần thở nhiều hơn, nhanh hơn để làm sao cung cấp oxy. Và đây chính là cái lúc mà chúng ta bắt đầu chúng ta có cảm giác khó thở tại thời điểm này. Nhưng cái mấu chốt mà chúng ta cần phát hiện ở đây là gì? Đó là cái chỉ số SpO2 nó sẽ phát hiện đầu tiên, và sau đó thì mới bắt đầu đến những cái dấu hiệu khó thở hay là tím chi. Thì tím chi hay là khó thở là những cái dấu hiệu phía sau rồi. Và cái để mà chúng ta nhận biết được cái khó thở ở đây là gì? Đó là khi mà cái nhịp thở của chúng ta bình thường ấy thì nó đâu đấy tầm khoảng 20 nhịp trên một phút. Chúng ta có thể là nhìn thấy cái lồng ngực của nó lên xuống mỗi một lần như thế là một cái nhịp thở. Và nếu như mà chúng ta đếm mà số nhịp nó trên 30 nhịp trên phút là lúc này chúng ta bắt đầu chúng ta thấy là khó thở. Ở đây là đối với người lớn nha. Còn đối với trẻ nhỏ thì chúng ta sẽ có được cái công thức khác, bởi vì đối với trẻ nhỏ thì sẽ thở nhanh hơn. Ở đây mình đang nói là những người lớn của chúng ta. Và lúc này thì cái cơ thể chúng ta đang bị thiếu oxy do phổi bắt đầu tổn thương, và chúng ta cần phải đưa người bệnh đấy vào một cái nơi điều trị ở mức cao hơn. Đấy chính là những cái nơi mà chúng ta gọi là bệnh viện dã chiến tại thời điểm hiện tại. Ở cái mức đầu tiên của chúng ta, mức thấp nhất của chúng ta, mức nhẹ nhất của chúng ta là chúng ta điều trị tại nhà, đúng không ạ? Nhưng mà cái để mà chúng ta nhận biết ở đây là gì? Bắt đầu phổi bắt đầu có sự tổn thương thì SpO2 là cái để mà chúng ta có thể là chúng ta nhận biết. Và khi mà đầu SpO2 dưới 94%, lúc này chúng ta cần phải đưa vào trong những cái cơ sở điều trị để chúng ta sẽ là điều trị. Và lúc này bắt đầu phổi bắt đầu bị tổn thương, và cái phổi của chúng ta nó sẽ là cái việc mà hô hấp của phổi chúng ta ấy, nó sẽ là bị kém đi. Và có một cái video của bác sĩ Ngọc có chia sẻ cho mọi người, đó là gì? Đó là hai cách để mà giúp cho, hai cách thở để giúp cho chúng ta phổi nó sẽ là được thở được tốt hơn, bao gồm là cái phương pháp thở mí môi và cái phương pháp thở bụng ấy. Mọi người có thể là xem lại ở những cái video đấy. Thế thì lúc này nếu như mà cái giai đoạn đầu của chúng ta bắt đầu khó thở, mọi người có thể là tập bằng cái phương pháp thở đấy, nó sẽ là giúp cho cái việc mà chúng ta thở dễ hơn. Và sau đó nếu như mức độ nó nặng dần hơn thì lúc này các cơ gian sườn hay là ở những cơ hoành của chúng ta nó hoạt động quá mức so với chúng ta, và bắt đầu chúng ta sẽ bị mệt. Lúc này chúng ta sẽ cảm thấy khó thở và chúng ta sẽ cần có một cái sự hỗ trợ từ ngoài nữa. Và chúng ta sẽ có một cái phương pháp, đó là oxy dòng cao. Người ta sẽ đưa một cái bình oxy hoặc là cái máy tạo oxy cao áp, dùng một cái gọng mũi, tức là đưa một cái ống để vào mũi chúng ta hay là một cái mặt nạ thì người ta sẽ ốp vào trong miệng của chúng ta. Lúc này thì cái máy oxy, máy thở đấy hay là cái bình oxy đấy, nó sẽ là tạo ra một cái áp lực rất là lớn, oxy nó sẽ đẩy vào trong mũi hay là trong miệng của chúng ta. Bởi vì lúc này phổi của chúng ta nó đang bị hoạt động nhưng mà bị kém hơn, nên cần có một cái lượng oxy đẩy từ ngoài vào để giúp cho phổi của chúng ta sẽ hoạt động tốt hơn. Và đấy chính là cái phương pháp mà thở bằng oxy dòng cao của chúng ta. Và thường ở những cái bệnh viện dã chiến thì chúng ta sẽ được thở bằng những cái bình oxy hay là những cái máy thở đấy, để mà giúp cho cái việc mà đưa oxy vào trong cơ thể chúng ta. Tuy nhiên thì nếu như mà phổi chúng ta tiếp tục nó đang tổn thương nữa, bởi vì virus nó sẽ tiếp tục nó sẽ gây tổn thương cho phổi của chúng ta. Và lúc này cái việc mà chúng ta dùng oxy dòng cao, chúng ta đưa oxy vào trong cơ thể chúng ta ấy, thì nó cũng sẽ không đáp ứng được so với cái việc mà máu cần thiết oxy, bởi vì nó sẽ không đủ. Lúc này thì chúng ta sẽ cần một cái mức độ cao hơn, đó là gì? Và chúng ta đang thấy có những cái báo cáo hàng ngày, đó là bệnh nhân ICU, đúng không ạ? Thì đấy là những cái trường hợp mà lúc này khả năng mà tự thở của cái người bệnh đấy bắt đầu là bị yếu dần do phổi có sự tổn thương. Và lúc này thì người ta sẽ dùng một cái máy thở khác để người ta sẽ đưa một cái ống vào và giúp cho cái việc mà thổi phổi của chúng ta sẽ được thở. Người ta sẽ dùng một cái dụng cụ nó gọi là đặt nội khí quản, và người ta sẽ đưa vào trong miệng của chúng ta. Trước khi mà người ta đưa cái dụng cụ đặt nội khí quản vào trong miệng chúng ta ấy, thì người ta sẽ dùng một cái thuốc để người ta sẽ gây mê cái người bệnh nhân đấy. Và sau đó thì đưa vào cái ống nội khí quản vào trong miệng, và sẽ đưa một cái ống để mà dẫn cái không khí hay là oxy từ ngoài vào để đưa vào trong khí quản của chúng ta. Và khi mà đưa được vào trong này, lúc này người ta sẽ có một cái bóng ở trong đấy để mà bơm lên, để tạo ra một cái nó giống như là để
nít lại cái đường thở đấy, và chỉ có một cái đường dẫn vào duy nhất. Nó không giống như lúc đầu là khi mà chúng ta dùng cái mặt nạ hay là dùng cái gọng thở, đúng không ạ, thì nó có thể là oxy nó sẽ bị thoát ra. Nhưng mà lúc này thì khi mà có được cái đường ống đấy vào trong cái khí quản của chúng ta rồi ấy, thì lúc này người ta sẽ lắp cái đường ống đấy vào trong một cái máy thở. Và lúc này cái máy thở nó sẽ có cái tác dụng để đẩy không khí vào theo đúng cái nhịp thở của phổi của chúng ta. Và gần như lúc này thì phổi chúng ta sẽ hoạt động một phần, và một phần lớn là nhờ ở cái máy thở đấy để đưa vào trong phổi, để mà lọc không khí ở trong phổi. Nhưng mà chủ yếu là do cái máy đấy, nó sẽ đưa vào, nó sẽ đẩy không khí vào chúng ta. Và đấy chính là những cái bệnh nhân mà chúng ta gọi là ICU đấy ạ, hay là phòng hồi sức ICU, mà chúng ta đang được nghe báo cáo ở những cái trường hợp mà hàng ngày chúng ta là có bao nhiêu bệnh nhân ICU, chính là những cái trường hợp mà ở trong cái phòng hồi sức. Và nếu như mà cái phổi của chúng ta nó sẽ tiếp tục, nó sẽ tổn thương nữa, phổi chúng ta lại tiếp tục nó sẽ tổn thương nữa, và nó không có khả năng lọc oxy, nó sẽ không có khả năng là đưa oxy vào trong máu chúng ta, thì lúc này chúng ta sẽ cần thêm một cái mức độ cao hơn, đó là gọi là tim phổi nhân tạo. Tức là lúc này chúng ta sẽ có một cái máy mà nó giống như là một cái phổi nhân tạo của chúng ta, và người ta sẽ lọc máu, đưa máu vào trong cái máy đấy, dùng cái máy đấy thay như phổi của chúng ta, và để đưa qua cái máy đấy để thay cái việc máu hấp. Đấy chính là cái mà chúng ta đang gọi là ECMO đấy ạ. Rất là những chúng ta sẽ thấy là bây giờ thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu 300 ca ICU đúng không ạ, và 20 ca là ECMO, thì ECMO chính là cái trường hợp mà nó sẽ nặng hơn và nó đang dùng đối với những cái máy tim phổi nhân tạo. Thế thì ở đây ấy, thường là những cái trường hợp ấy mà có bệnh nền, tức là phổi của chúng ta là đã từng có bệnh lý trước đấy, một số những cái bệnh lý liên quan đến đái tháo đường, thì nó cũng sẽ có những cái nguy cơ nó sẽ dễ bị tổn thương hơn so với những người bình thường. Cái thứ hai là gì? Đó là những cái người mà có cái hệ thống miễn dịch nó bị yếu. Đối với những người khỏe thì khi mà hệ thống miễn dịch nó khỏe thì nó có khả năng tiêu diệt cái virus ở cái vị trí mà ở cái vùng hầu họng của chúng ta rồi, và chúng ta chỉ ở giải quyết ở cái phần là xử lý tại nhà. Nhưng mà đối với những người mà già, những người mà có hệ thống miễn dịch yếu, thì lúc này nó sẽ dễ dàng xâm nhập vào trong phổi chúng ta để gây tổn thương phổi. Bởi vì thế mà chúng ta sẽ thấy là thường những cái đối tượng mà có bệnh lý nền này, những đối tượng mà người già này, hệ thống miễn dịch yếu này, thì thường sẽ là nặng hơn bởi vì thế. Tuy nhiên thì có rất là nhiều người bảo là tôi mạnh khỏe như thế này thì tôi chả sợ gì cả. Bởi vì những cái bệnh lý, chỉ những người có bệnh lý nền hay là những người mà người già thì người ta mới dễ trở nặng, còn những người khỏe thì chả sao cả. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là tại thời điểm gần đây, đúng không ạ, có rất là nhiều trường hợp mà tử vong, ngay cả những cái trường hợp trẻ. Có những người 23 tuổi cũng đã bị tử vong rồi. Ở cái độ tuổi 30 đến 40 rất là nhiều trường hợp tử vong ở độ tuổi đấy. Thế thì người ta sẽ thấy là ở đây gì? Kể cả những cái trường hợp rất là khỏe mạnh vẫn có thể tử vong khi mà mắc cái virus corona như này. Bởi vì người ta sẽ thấy ở đây cái việc mà tử vong nó không phải là ở do cái việc mà sức đề kháng yếu, mà nó sẽ do một cái phản ứng của cơ thể. Đó là khi mà virus nó xâm nhập vào trong cơ thể của chúng ta, thì lúc này cái hệ thống bạch cầu của chúng ta, cơ thể của chúng ta, nó sẽ tiết ra một cái chất nó gọi là cytokine, để nó thu hút những cái tế bào bạch cầu đến để mà tiêu diệt con virus đấy. Tuy nhiên thì sẽ có những cái người ấy mà nó sẽ đáp ứng quá mức với cái virus đấy, và nó sẽ tiết ra quá nhiều cái cytokine. Và cái từ khóa mà rất là nhiều trong y khoa người ta gọi là gì? Đó là cơn bão cytokine. Và khi mà xuất hiện cái cơn bão cytokine thì rất là nhiều những cái cytokine nó sẽ được tiết ra như thế. Và lúc này cơ thể chúng ta, cái hệ thống miễn dịch ấy, bắt đầu nó sẽ được đưa đến để nó sẽ tiêu diệt con virus. Nhưng bởi vì nó sẽ bị rối loạn ở đấy, và nó không chỉ tiêu diệt mỗi virus không, mà nó tiêu diệt cả luôn cái tế bào cơ thể lành của chúng ta. Bởi vì thế thì kể cả những người khỏe mạnh tại thời điểm này, thì cái cơn bão cytokine nó gây tổn thương phổi của chúng ta, chính cái hệ thống miễn dịch của chúng ta. Tức là hệ thống miễn dịch chúng ta tiêu diệt luôn cái phổi của chúng ta. Và đấy chính là lý do rất là nhiều trường hợp trẻ đã bị tử vong khi mà chính cái virus corona tại thời điểm hiện tại. Nên là rất là nhiều người chúng ta sẽ phải nhìn lại ở đây, kể cả các bạn có trẻ, có khỏe, thì cũng phải luôn đảm bảo cái nguyên tắc 5K và hạn chế tiếp xúc. Bởi vì có thể các bạn cũng sẽ có những nguy cơ tử vong, kể cả cái sức đề kháng tốt, vì có những cái trường hợp cơn bão cytokine diễn ra như thế. Và nếu như may mắn, cùng với sự giúp đỡ của hệ thống y tế, bác sĩ, bạn đã vượt qua được cơn nguy kịch. Lúc này, phổi của bạn sẽ bắt đầu hồi phục dần trở lại. Chúng ta đã tự thở được và tiến hành cai máy thở. Bạn không còn dùng những cái máy thở ICU hay là ECMO nữa, và chúng ta được chuyển sang một phòng ở mức độ nhẹ hơn.
Sau đó bạn được ra viện. Bạn bước ra giống như một người hùng. Bạn nhận một bó hoa từ bác sĩ, cúi đầu cảm ơn và trở về nhà với những người thân yêu của mình.